Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh kiến thức online của mình. Thì như video và tiêu đề của ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trang web. Đây là trang web DAO SDT và BTC tự động Nhật Bản. Thì trang web này nó vừa mới ra mắt thôi nên các bạn có thể tham gia này. Thì để tham gia trang web này, các bạn hãy nhập vào đường link dưới phần mô tả video của mình nhé các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sơ qua giao diện này. Khai thác mở này. Đây, nó sẽ hiển thị ở đây này. Thì nó sẽ khai thác Bitcoin này, Bitcard này. Thì để tham gia bây giờ các bạn nhập vào đường link để dưới mô tả video để đăng ký nhập bạn. Thì sau khi nhập vào đường link dưới phần mô tả video của mình thì nó sẽ dẫn các bạn đến với giao diện đăng ký như thế này. Thì để đăng ký các bạn có thể bỏ ra xác tin nào này. Bây giờ mình cho các bạn xem sơ qua một số thông tin nhỏ giới thiệu đấy này. Đấy. Và tham gia này, các bạn bấm vào phần xác nào cho mình này. Đây. Và tiến hành. À thì đấy, mình đã vừa đăng ký rồi nên bây giờ mình sẽ quay trở lại. Các bạn bấm vào xác tin nào để đăng ký này. Đây, thì trong đầu tiên các bạn hãy điền tên đăng nhập cho mình này. Tiếp theo điền địa chỉ email này. Và các bạn điền mật khẩu này, xác nhận mật khẩu này. Và để cái mật khẩu đầu tiên nhập bạn. À, mật khẩu xác nhận mật khẩu này. Và bấm vào tối này. Và tiến hành rất sai để đăng ký cho mình này. Sau khi đăng ký thành công các bạn hãy quay trở lại màn hình đăng nhập nhỏ bạn. Ok, thì sau khi vào ấy, nó sẽ đưa các bạn để giao diện nó chính như thế này. Thì đấy, mình sẽ cho các bạn xem sơ qua giao diện chính của nó này. Đấy, thì nó có các máy tính này và liên hệ hỗ trợ này. Thì đây nó có một cái nhóm mời mọi người, sẽ các bạn nhận được hai cái SH này. Và ở đây mình cũng đã khai thác được một ít rồi, mình sẽ cho các bạn xem này. Thì số dư khai thác của mình hiện tại là có 500.000 SH này. Đấy, thì các bạn đợi mình xíu này. Đấy, thì bạn cần phải có 500.000 G, các bạn cần phải nạp G để các bạn khai thác nhà bạn. Đây, ví dụ mình muốn khai thác TX này, mình sẽ kéo lên hết này. Đấy, thì mình sẽ khai thác 100% TX nhà bạn. Đây, thì ngoài ra nó có cả một cái này, này. Đây, bên IC này thì nó có các mô hình lý coin này, XL mặt này, Dogecoin này, Zcash này, và ở mục ETH này ấy. Đây, nó có một ETH rồi RIPPY này. Nhưng ở cái này mình sẽ khai thác chủ yếu là trẻ trốn nhỏ bạn. Mình sẽ khai thác chủ yếu là TRX này. Đấy, thì mình sẽ khai thác 100% GPU để được sử dụng này. Còn mấy cái khác mình nâng nữa này. Bitcoin mình sẽ không khai thác nhỏ bạn. Đấy, thì để muốn khai thác cái này, các bạn cần phải mua tiền này. Các bạn cần gửi rồi này. Các bạn cần mua tiền, mua cho mình này. Đấy, thì các bạn cần gửi tiền này. Các bạn cho tiền là các bạn cần gửi là sang tiền USD này hoặc là BTC này và Tron này, ETH này, USDT đấy, mình muốn gửi cái này. Và các bạn cho số lượng tiền gửi này là bấm tiền gửi này. Đấy, thì nó sẽ dẫn các bạn đến giao diện để đi gửi tiền nhỏ bạn. Các bạn đợi nó xíu này. Đây, đây nó sẽ hiện ra thì cho các bạn cái hóa đơn các bạn để gửi tiền này. Đấy, thanh toán gửi tới cái này này. Và các bạn cho số tiền là 10,20 USD này. Và các bạn chuyển sang tài khoản như thế này này. Và các bạn thực hiện thanh toán này. Đây, bây giờ mình sẽ chuyển sang loại RX này. Còn các bạn vẫn là bằng USDT này. Đấy, thì các bạn bấm tiền gửi này. Mình sẽ dẫn cho các bạn dễ hiểu ở USDT này. Đây, các bạn ấy, copy cái địa chỉ ví này. Đây, copy địa chỉ ví này. Này, và quẹt mã QR này để tiến hành đi gửi tiền này. Đây, mã đã đặt hàng này, các bạn copy cho mình này và tiến hành vào vì USDT để gửi tiền nhỏ bạn. Đây, các bạn bấm gửi cho mình này. À, như vậy. Đây, các bạn bấm gửi tiền cho mình. Đấy, ví dụ lúc nãy mình đầu tư 10 USDT đi thì mình sẽ gửi 10 này và các bạn bấm tiếp tục này. Và các bạn này xác nhận chuyển rồi cho mình này, thì sau khi chuyển thành công các bạn có trở lại trong web này. Thì các bạn nạp thành công các bạn bấm vào phần kiểm tra iPod này, thì nó sẽ kiểm tra cho các bạn này. Các bạn đợi xíu này, thì nó sẽ hiển thị cái các bạn nạp tiền hóa đơn nhà bạn. Đấy, thì mình cũng hướng dẫn về rồi. Đây, bây giờ thì sau khi nạp tiền thành công các bạn quay trở lại cho mình này. Đấy, thì sau khi nạp tiền công thì nó sẽ thì ở mức khai thác các bạn bấm vào mua GS này. Đây,
các bạn chọn số lượng cân mua này, ví dụ các bạn có tiền đô la Mỹ sẵn đây này và đây này, thì các bạn chọn số lượng cân mua này, ví dụ các bạn mua là 100 này. Đấy, các bạn hãy bấm mua này, từ vào bảng vào này cho mình này, mua này. Đấy, thì hiện tại mình đã mua sẵn đây những cân này. Còn bên này các bạn thể mua bằng SCKI này hoặc ETH này, thì các bạn hãy chọn số lượng cân mua và cũng chọn như vậy nhỏ bạn. Đấy, các bạn chọn đủ này. Đó. Thì các bạn muốn có thể các bạn quay trở lại mục khai thác thác mẫu và khai thác cho mình này. Thì số dư quyền thác của mình 500 GH này, thì mình khai thác là cái X này hiện tại nó đang tăng dần cho mình này. Đây bạn xem này, đây, nó đang tăng dần đấy. Mình sẽ loạt lại cho các bạn xem này. Thì nó đã lên rồi nhỏ bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho bạn xem một số cái khác này. Để giới thiệu bạn bè để nhận tiền hoa hồng, các bạn có thể bấm vào phần giới thiệu cho mình này. Và đây là đường link liên kết để các bạn đi giới thiệu bạn bè này. Các bạn vào sau chat này thì để chia sẻ bạn bè các bạn. Thì các bạn bè của bạn nạp tiền và khai thác, các bạn sẽ nhận được số tiền hoa hồng ở đây nhỏ bạn. Và nó sẽ thì lịch sử giới thiệu để cho các bạn này. Thì mời bạn bè đầu tư vào win máy này thì các bạn sẽ nhận ngay 50% khoản đầu tư của người bạn của bạn đã đầu tư nhỏ bạn. Đấy. Thì ngoài ra các bạn có thể bấm vào mục khác này. Các bạn bấm vào mục thúc đỡ này, nó sẽ thì cho các bạn các mục khác, các bạn có thể xem và thực hiện nhỏ bạn. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái xem lịch sử mua hàng và đây đây các bạn xem lịch sử này. Thì hiện tại mình nhớ có này, các bạn bấm vào máy tính toán này để bấm vào đây để từ đoạn tiện máy tính thu nhập này, nó sẽ thì số tiền đầu tư của mình là 100 này. Đấy, thì nó sẽ thì cho các bạn này. Thì đây hiện tại là giá hốt mơ S là 0.287 S này. Đấy, thì nó sẽ đo vào đây cho các bạn xem đấy. Thì ngoài ra mình sẽ vào trị ít này. Thì trị ít nó cũng phải nhiều các bạn. Đó, các bạn có thể tự xem qua này. Này mình sẽ trở lại này. Và các bạn muốn liên hệ hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ đấy này. Còn các bạn giới thiệu được một bạn bè, các bạn sẽ nhận được cái IG hạt nha các bạn. Thì rất là ngon luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ như các bạn là cách ra để rút tiền này, các bạn bấm vào phần rút tiền cho mình này. Đây các bạn bấm rút cho mình này. Đây các bạn là chọn số lượng muốn rút này, ví dụ mình muốn rút ra trị này. Và các bạn chọn số lượng này, ví dụ 100 trị này. Và các bạn bấm cải vị cho mình này, các bạn nhớ địa chỉ ví vào đây. Nhớ địa chỉ ví vào đây và bấm rút cho mình này. Đấy, thì hiện tại nó bắt 100 này, thì các bạn bấm rút cho mình là hiện tại mình chưa đủ điểm để mình chưa rút được nhỏ các bạn. Thì chắc video của mình để đây cũng xin kết thúc này. Mình cũng đã giới thiệu sơ qua cho các bạn cách khai thác ở đấy rồi. Các bạn có thể tự khai thác nhỏ các bạn. Ok này. Thì video mình xin kết thúc này.